qua, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh được các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh triển khai thực hiện một cách thiết thực và hiệu quả, trở thành động lực tinh thần to lớn để Bình Phước đạt được những thành tựu quan trọng trên các mặt: tăng trưởng kinh tế, ổn định xã hội, phát triển con người. Đặc biệt, những năm gần đây, khi thiên tai, dịch bệnh gây nên những xáo trộn và khủng hoảng niềm tin trên toàn thế giới, thì đất nước ta, tỉnh ta đã vượt qua những thách thức, duy trì sự phát triển vững chắc. Cái điều quan trọng đó chính là phải bắt đầu từ cái khâu triển khai, khâu xác định được trọng tâm, trọng điểm của việc lựa chọn công việc cụ thể trong triển khai thực hiện cái chỉ thị 05 trên địa bàn tỉnh Bình Phước mà Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã quyết định. Từ đó nó tác động rất lớn đến cái quyết tâm chính trị của các cấp các ngành và nó làm cho chúng ta vượt qua những khó khăn và đạt được những cái kết quả ngoài mong đợi. Việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện các nghị quyết về xây dựng đảng và nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung, mô hình đăng ký và thực hiện làm theo Bác theo chuyên đề hàng năm rất cụ thể, sát thực tế. Năm 2016-2017, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chọn hai nội dung trọng tâm của việc học và làm theo Bác là nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức các hội nghị, cuộc họp và tổ chức thực hiện có hiệu quả 6 chương trình và 11 dự án trọng tâm của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 10. Đến năm 2018, công tác xây dựng đảng là nội dung trọng tâm để tỉnh tập trung thực hiện, được cụ thể hóa bằng việc đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, phát huy hiệu quả. Năm 2019, 4 nội dung trọng tâm được xác định là tăng cường tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, giải quyết kịp thời khó khăn, bức xúc của nhân dân, hạn chế thấp nhất khiếu kiện đông người, vượt cấp, tăng cường sự tham gia của nhân dân trong mọi quá trình phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo tốt chính sách an sinh, xã hội, giảm nghèo bền vững, tăng thu ngân sách, nâng cao mức thu nhập bình quân đầu người. Năm 2020, cũng có 4 nội dung trọng tâm được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn làm theo Bác là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11, nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường đối thoại với nhân dân trong việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm trên lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thi đua, cán bộ, công chức, viên chức, thi đua thực hiện văn hóa công sở. 5 năm qua, cấp ủy, tổ chức đảng, các cấp, các ngành đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nhiều hình thức đa dạng, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng binh chủng truyền thông. Đã có gần 900 gương điển hình học tập và làm theo Bác được giới thiệu, tuyên truyền trên báo chí. Nhiều nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thông tin đến cán bộ, đảng viên và nhân dân qua nhiều hoạt động hết sức sôi nổi, như sinh hoạt dưới cờ, qua các hội thi bí thư chi bộ giỏi trong học tập làm theo Bác gắn với xây dựng chỉnh đốn đảng, hội thi kể chuyện, thi thuyết trình, thi viết về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển lãm, chiếu phim về Bác. Chúng tôi thành lập một cái tổ gọi là tổ kể chuyện hoặc tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thông qua cái tổ kể chuyện này thì hàng tuần và hàng tháng chúng tôi đều lên những cái chương trình rất là cụ thể và các cái cán bộ đảng viên thực hiện cái câu chuyện đó, nó có những cái ý nghĩa rất là cụ thể, sâu sắc và đặc biệt là nó bám sát vào cái nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà nước giao cho chúng tôi, đó là không ngừng nâng cao công tác khám bệnh, chữa bệnh có hiệu quả, tiến tới sự hài lòng của người bệnh. Việc biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những điển hình tiêu biểu được thực hiện kịp thời, đúng người, đúng việc, tạo nên sức lan tỏa lớn, tạo động lực thi đua làm theo lời Bác. 5 năm qua, cấp tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng 83 tập thể, 153 cá nhân. Cấp huyện và cơ sở đã khen thưởng 600 tập thể và 783 cá nhân. Trong đó, có 1 tập thể và 3 cá nhân đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen. 2 điển hình được chọn giao lưu cấp trung ương. Nhìn vào sự quyết liệt nêu gương của cấp ủy cấp trên,
mỗi địa phương đơn vị đã lựa chọn và tiếp tục duy trì phát triển nhiều mô hình nổi bật, những việc làm rất thiết thực, cụ thể như mô hình mỗi xã phường ở thành phố Đồng Xoài chọn thực hiện 3 tuyến đường điểm xanh, sạch, đẹp và an toàn. Mô hình thực hành tiết kiệm vì người nghèo của thị xã Phước Long, huyện Chân Thành và huyện Bù Đốp. Mô hình tiết kiệm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, tiết kiệm giúp người khó khăn của các công ty cao su. Tất cả đều thiết thực, có sức thuyết phục, được cán bộ đảng viên đồng tình, nhân dân phấn khởi, ủng hộ. Việc học tập và làm theo gương Bác cứ thế lan tỏa. Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân đã có những việc làm tốt theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Bác Hồ. Đó là những thay đổi tích cực, nhất là chất lượng khám và chữa bệnh, thái độ, phong cách phục vụ của y, bác sĩ hướng đến sự hài lòng của người bệnh ở Trung tâm Y tế thị xã Phước Long, lá cờ đầu của ngành y tế Bình Phước. Vào đến chỗ đến phòng khám thì các cô nhân viên ở đây cũng hỏi han, vui vẻ và khám rất là kỹ lưỡng, rồi giới thiệu đến các cái phòng khám, đến nơi đến chốn. Đến tận nơi đến phòng khám thì hầu như là các cô y sĩ, bác sĩ đều nhiệt tình khám bệnh rất là tốt. Như bác Hồ đã dạy thì lương y hình như từ mẫu, thì tập thể nhân viên y tế thì cũng luôn coi những lời dạy của bác Hồ đó là đi thâu vào trong tâm trí của mình. Thì khi bệnh nhân đến thì chúng ta cũng luôn coi như là người thân, người nhà, thì luôn chăm sóc với hết sức tận tình và nhiệt tình và hết cả tấm lòng của mình để cho bệnh nhân mau chóng hồi phục để được về với gia đình. Đó là dân chủ, đoàn kết, giúp nhau hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất ở nông trường 1, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cao su Phú Riềng. 10 năm liền đạt năng suất trên 2 tấn một hecta, năng suất lao động 3 năm liên tiếp cao nhất toàn công ty. Thu nhập bình quân của người lao động đạt 11 triệu đồng một người một tháng, cao nhất toàn công ty. Trước hết là mình phải đoàn kết. Đoàn kết là mới tạo nên sức mạnh, vì mình không chỉ sống cho bản thân mình mà sống cho cả cái tập thể. Khi mà mình có được cái sự đoàn kết rồi thì bản thân mình vừa được, mình có thể giúp đỡ người khác, mình có thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình, mà còn có thể khi mình hoàn thành được nhiệm vụ mình thì mình phải nhìn sang bên cạnh để mình giúp đỡ người khác, để người khác cũng cùng hoàn thành với mình. Đó là việc nêu gương, giữ chữ tín với dân, được dân tin yêu, ủng hộ ở nữ bí thư chi bộ, trưởng ban điều hành ấp 8, xã Lục Điền, huyện Lục Ninh. Muốn hoạt động tốt, muốn làm phong trào tốt thì trước hết phải lấy lòng tin của dân, và mình cũng phải làm sao mà thật trung thực thì người dân họ mới tin tưởng được. Khi người dân tin tưởng, sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân đã được phát huy cao độ. Đến nay, ấp 8 không còn hộ nghèo. Các tuyến đường vốn thưa dân sinh sống nay cũng được bê tông hóa khang trang, sạch đẹp. Những chiếc cầu dân sinh, đường điện hạ thế được chính người dân góp công, góp của xây dựng. Đó là khát vọng được dấn thân, được thử thách, trải nghiệm, cống hiến và trưởng thành ở người đảng viên trẻ, chủ nhân của giải thưởng Lý Tự Trọng danh giá Nguyễn Hoài Nam, lan tỏa hình ảnh thanh niên sống có trách nhiệm với cộng đồng. Học làm theo Bác thì mình nghĩ là nó sâu xa phức tạp, nhưng mà nghĩ đơn giản thì nó là những cái công việc, những cái việc làm hàng ngày của chúng ta thôi. Mỗi người chúng ta hàng ngày chúng ta ý thức trách nhiệm với bản thân mình, với gia đình, với cộng đồng bằng cái công việc mà các bạn có thể thấy hàng ngày, như là chỉ cần tiết kiệm điện, nước hay là các vật dụng sinh hoạt, rồi giữ gìn vệ sinh môi trường, hay là sống chan hòa với mọi người. Thì như vậy là cũng rất nhiều cái tấm gương của Bác mà chúng ta có thể thấy thực tế và có thể học được. Đó là việc đổi mới tác phong công tác, gần dân, sát dân, vì dân. Nói đi đôi với làm, nói ít, làm nhiều, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, làm việc khoa học, hy sinh thầm lặng. Trong nhiều cán bộ, công chức, viên chức, trong cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang, hết lòng vì dân phục vụ, là sự nỗ lực ngày đêm chống dịch COVID-19 của đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. 5 năm qua, toàn tỉnh đã có hàng trăm mô hình, câu lạc bộ làm theo lời Bác, đã và đang là những tấm gương lan tỏa điều tích cực. Từ mỗi tập thể, mỗi cá nhân có việc làm tích cực như thế đã tạo nên một hiệu quả lớn trong toàn tỉnh và cả hệ thống chính trị. Rất nhiều việc nói là làm và làm hiệu quả. Đó là toàn tỉnh đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức hội nghị, cuộc họp trực tuyến để chỉ đạo điều hành và xử lý công việc. Giảm được nhiều hội nghị, cuộc họp không thực sự quan trọng
góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, tiết kiệm thời gian, công sức và chi phí. Đó là toàn tỉnh đã giảm 138 đầu mối cấp phòng, giảm 210 lãnh đạo các cấp và 1.845 biên chế, giảm chi thường xuyên từ bộ máy trên 120 tỷ đồng, nhất thể hóa được một số chức danh ở cấp tỉnh, cấp huyện. Cấp xã có 46 trên 111 đơn vị thực hiện mô hình bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch Hội đồng Nhân dân cấp xã. 26 trên 111 xã, phường, thị trấn thực hiện mô hình bí thư cấp ủy, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn đã tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, hoạt động của các cơ quan, đơn vị, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và chất lượng đội ngũ, tăng cường phân cấp quản lý cán bộ và tăng chất lượng cung cấp dịch vụ. Đó là các chỉ tiêu phát triển đề ra trong năm 2019-2020 đều đạt và vượt. Nổi bật là tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện trên địa bàn tỉnh năm 2019 đạt 9.054 tỷ đồng, đạt 101% nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, xây dựng 1.000 km đường giao thông nông thôn theo cơ chế đặc thù, giảm 1.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số trong 2 năm 2019-2020. Đó là đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ lần thứ 11 vào đầu tháng 10 năm 2020, là làm tốt công tác phòng chống dịch. Tỉnh hiện là một trong 7 tỉnh chưa có ca dương tính với COVID-19. Tốc độ tăng trưởng của Bình Phước năm 2020 đứng ở vị trí thứ 5 trong cả nước, đứng thứ 50 trên 63 tỉnh, thành phố về chỉ số PCI. 21 trên 24 chỉ tiêu kinh tế, xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,51%, thu ngân sách 11.608 tỷ đồng, đạt 114% dự toán điều chỉnh Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua, tăng 27% so với cùng kỳ, là những con số vô cùng ấn tượng. Những tập thể cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác đôi khi không phải là gì đó rầm rộ, mà là những việc làm nhỏ bé mà ý nghĩa. Mỗi người có khác nhau về độ tuổi, địa vị xã hội, vị trí công tác, khác nhau về cách làm theo, nhưng đều có điểm chung, đó là lòng yêu kính Bác vô hạn. Từ đó mà không ngừng ra sức học tập, rèn luyện, gương mẫu trong đạo đức, lối sống, có ý chí phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, làm đẹp cuộc sống này bằng chính những việc làm bình dị, bằng những suy nghĩ trong trẻo và tình yêu thương sâu sắc. Những lời căn dặn và tấm gương phong cách, đạo đức sáng ngời của Bác đã trở thành kim chỉ nam, chỉ dẫn hành động, bồi đắp thêm niềm tin, tạo sức bật mới để mỗi người vươn lên trong công tác và cuộc sống, lan tỏa những điều tốt đẹp, góp phần quan trọng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh và phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Tôi hoàn toàn có niềm tin vào sự lãnh đạo sáng suốt với những cái quyết sách tài tình của đảng ta nói chung và của ban chấp hành đảng bộ tỉnh, để đảng bộ tỉnh Bình Phước cùng chính quyền và nhân dân Bình Phước hướng về phía trước một tương lai tươi sáng trong những năm tiếp theo. Kỷ niệm 131 năm sinh nhật Bác, chào mừng ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, hướng tới kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Chúng ta càng thêm yêu quý, kính trọng Bác, ấn tượng về con đường cách mạng Bác đã đi qua, tự hào với những di sản người để lại. Đây mãi là động lực để toàn đảng, toàn dân, toàn quân tỉnh Bình Phước đoàn kết thực hiện khát vọng Hồ Chí Minh, khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, khát vọng Bình Phước trở thành tỉnh công nghiệp, có quy mô kinh tế khá trong khu vực kinh tế trọng điểm Đông Nam Bộ như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 11 đã xác định.